Channel rất là chào và chúc sức khỏe toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đức Quốc Trần Channel. Kính thưa quý vị các bạn, hiện tại thì Đức Quốc Trần Channel đang đi vào trung tâm của khu vực thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những tỉnh của vùng khu vực Đông Nam Bộ, và đây là một trong những tỉnh lớn của khu vực Đông Nam Bộ. Đây chúng ta thấy là trung tâm của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, rất là khang trang, đường xá rộng rãi, và hiện tại bây giờ thì được xây dựng nhiều công trình rất là lớn. Đây chúng ta thấy bên tay trái đây có một cái ngôi chùa rất là khang trang, đó là chùa Quang Minh, một ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp. Quý vị các bạn thân mến, thì Đồng Xoài như đã chia sẻ, đây là một cái tỉnh thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, và tỉnh Bình Phước là một trong những cái tỉnh khá là lớn rộng. Nơi đây là trước đây đây là tỉnh Sông Bé, thì sau đó được tách ra đó là tỉnh Bình Phước và Bình Dương, và ở đây thì nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 cây số, nằm trên tuyến đường quốc lộ 13 và 14, đó là đường chính, đường trung tâm của khu vực đi về Tây Nguyên. Tỉnh Bình Phước là một trong những cái tỉnh mà có đường biên giới với nước bạn Campuchia, cho nên là ở đây ngoài có đường biên giới ra thì họ còn có cửa khẩu đối với nước bạn Campuchia. Tỉnh Bình Phước cũng là một trong những tỉnh mà có số lượng người dân tộc thiểu số sinh sống khá là phong phú đa dạng. Như chúng ta biết rằng đó là người Khmer nè, người Tiên nè, người Hoa, người Tày vân vân, và người Kinh chúng ta. Thì chính vì thế là ở đây chúng ta thường nghe nói nổi tiếng đó là có khu du lịch cũng như là có buôn làng của Sóc Bom Bò, nơi mà đã có một bài hát cách mạng rất là nổi tiếng là Tiếng Chài Trên Sóc Bom Bò, mà trước đây Đức Quốc Trần Channel đã có video nói về cái khu du lịch này cũng như là cái khu văn hóa này rồi. Quý vị các bạn quan tâm, chúng ta có thể search để tìm cái bài mà Đức Quốc Trần Channel đã có quay cũng như chia sẻ chúng ta ở khu vực Sóc Bom Bò này. Chính vì họ có nhiều cái dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực này nên là cái vấn đề về văn hóa bản sắc cũng như lễ hội của khu vực trên tỉnh Bình Phước này rất là phong phú đa dạng. Thí dụ như ở đây thì có lễ bỏ mã nè, lễ hội đâm trâu, bầu cua, hay là đánh tiếng tố vân vân, lễ mừng lúa mới của người Khmer. Đó là những cái lễ hội khá là phong phú. Về địa lý thì chúng ta biết rằng là tỉnh Bình Phước này là nằm trong khu vực của Đông Nam Bộ và giáp ranh với các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, và với đất nước bạn Campuchia, một phần cũng có thể dính dáng tới tỉnh Tây Ninh.
Chính vì đây là nơi tiếp giáp giữa vùng đồng bằng, tức là thành Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, và với vùng đất Tây Nguyên, tức là cao nguyên phía Tây, gồm có 5 tỉnh thành Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông. Nên là tỉnh Bình Phước thì có một cái địa hình chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ xuống đồng bằng Tây Nam Bộ. Và tỉnh Bình Phước là một cái tỉnh được coi là vùng trung du. Nơi đây còn lại một cái ngọn núi còn sót lại của dãy Trường Sơn, mà trước đây Đức Phổ Tròn Channel đã có dịp chia sẻ. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có hai dãy núi lớn, đó là dãy Hoàng Liên Sơn phía Bắc, đỉnh cao của Hoàng Liên Sơn đó là Phan Xê Phăng, Nóc Nhà Đông Dương cao 3.143 m so với mức biển. Còn miền Trung thì phải kể đến đó là dãy Trường Sơn. Trường Sơn sẽ dọc dọc ngang đó, xẻng tay mà viết nên trang sử vàng: Trường Sơn vượt núi băng ngàn, cho xe lui tới chiến công lẫy lừng. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Đó là những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi nói về Trường Sơn. Và dãy Trường Sơn thì bắt đầu từ con sông Mã của Thanh Hóa và trải dài vô tới vùng Đông Nam Bộ miền Nam chúng ta. Nơi phân chia đó là đèo Hải Vân, từ đèo Hải Vân trở ra bắc ở Trường Sơn Bắc, và từ đèo Hải Vân trở vào nam đó Trường Sơn Nam. Và ba ngọn núi còn sót lại của dãy Trường Sơn này thì như chúng ta biết rằng là một đó là núi Bà Đen ở Tây Ninh, thứ hai đó là núi Chứa Chan, và ba ở Đồng Nai, và ba đó là núi Bà Rá ở Bình Phước này. Cho nên ở Bình Phước này có ngọn núi Bà Rá là một trong những ngọn núi còn sót lại của dãy Trường Sơn. Ngọn núi này cao khoảng 736 mét so với mực nước biển, cho nên đó là cũng là một trong những điểm đặc biệt của tỉnh Bình Phước là có ngọn núi còn sót lại của dãy Trường Sơn. Cũng như những video trước đây thì Đức Phổ Tròn Channel có dịp chia sẻ, chúng ta là hầu hết các trung tâm tỉnh thành trên đất nước Việt Nam ta đều bắt đầu từ đều nằm bên cạnh dòng sông, và tỉnh Bình Phước cũng là không phải ngoại lệ như thế, cũng là một tỉnh giống như như vậy, tức là cũng nằm cạnh những dòng sông. Và nơi đây có thể nói rằng là nơi đây cũng là nơi khởi nguồn, nơi giao thoa của những dòng sông lớn trên khu vực của Đông Nam Bộ ta, thí dụ như là sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn. Cho nên khu vực của tỉnh Bình Phước thì có khá là nhiều sông suối và có rất là nhiều hồ, hồ thác, vân vân ở trên tỉnh Bình Phước này. Nên ở đây cái con sông chính ở đây là con sông Bé. Như đã chia sẻ thì hiện tại Đức Phổ Tròn Channel đang đi trên đường quốc lộ 13, 14, đó là cái cung đường chính khi đi lên Tây Nguyên này. Cũng như là ở đây thì có cửa khẩu giáp ranh với nước bạn Campuchia, đó là cửa khẩu Hoa Lư. Và cái khu vực quốc lộ 13, 14 này cũng là một phần của đường Hồ Chí Minh. Nên là khi mà chúng ta phát triển cái con đường thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Trường Sơn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và chúng ta lấy cái tên chính thức của nó bây giờ đã đường Hồ Chí Minh, thì đây là một phần của đường Hồ Chí Minh. Ngoài
cái khu du lịch Sóc Bom Bo cũng như là làng Bom Bo, mà khi chúng ta đến với khu vực Bình Phước thì chúng ta có dịp đến tham quan, nghe lại những giai điệu cách mạng hào hùng của tiếng chài trên Sóc Bom Bo với người dân Stiên, thì ở đây còn khá là nhiều cái khu vực để cho du khách tham quan, phần lớn là về sông suối. Thí dụ như đây có hồ Lam nè, hồ Suối Lam ở khu vực Đồng Phú, hay là thác số 4, hay là hồ Sóc Sim, rồi có Trảng Cò Bào Lạch, khu du lịch của núi Bà Rá và thác Mơ. Rồi ở đây có thác Đứng, thác Voi. Chính vì thế là ở đây là có nhiều thác, rất là nhiều thác. Rất tiếc là đầu video thì Đức Phước Tròn Channel quay khá là ngắn về trung tâm của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nên là phần lớn là quay trên cái đoạn đường này. Thì quý vị các bạn cũng quan sát là đoạn đường này hiện nay đã được chính quyền địa phương cũng như chính phủ Việt Nam ta phát triển rất là khang trang, rộng rãi, lớn, và có những đoạn có giải phân cách để cho hành khách có thể lưu chuyển, lưu hành được rộng rãi, khang trang hơn. Đó là cái quyết tâm phát triển giữa miền ngược, miền xuôi, phát triển giữa vùng đồng bằng với miền núi. Nên chúng ta có nhiều con đường để chúng ta nối liền giữa hai khu vực miền ngược, miền xuôi, đồng bằng, miền núi này. Như ngay chỗ khu vực của ngã tư Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta có đường quốc lộ 13, 14 này để lên đến với khu vực của Tây Nguyên này. Chúng ta đi xa hơn tí thì chúng ta đến với ngã ba Dầu Giây, nơi mà chúng ta có thể đi đường quốc lộ 20 để chúng ta lên khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng. Chúng ta đi xa hơn tí thì chúng ta đến với Bình Thuận, Phan Thiết, thì chúng ta có quốc lộ 28 cũng đi lên Lâm Đồng. Rồi chúng ta xa hơn tí thì chúng ta có quốc lộ 27 ở Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cũng lên Đà Lạt, Lâm Đồng. Chúng ta đi xa hơn tí thì chúng ta ra tới Nha Trang ở tỉnh Hòa, chúng ta có quốc lộ 26 để chúng ta sẽ đi lên khu vực của Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hay là đi xa nữa thì chúng ta đến quốc lộ 19 ở Bình Định, Quy Nhơn, thì chúng ta cũng lên Gia Lai, Kon Tum. Hay là ra tới Quảng Ngãi thì chúng ta có quốc lộ 15 đi ngang qua khu vực của Ba Tơ. Đó là những cái con đường lớn để tạo thành một cái đường xương cá nối liền giữa miền ngược, miền xuôi, và nối liền giữa cái vùng miền núi cũng như là vùng đồng bằng. Rất vui là hôm nay được đồng hành về lại cái khu vực của vùng Tây Nguyên, cao nguyên ở phía Tây, và xin được gửi đến toàn thể quý vị các bạn những hình ảnh về khu vực của tỉnh Bình Phước. Có dịp chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thưởng thức được thứ nhất là điều ha, hạt điều. Điều ở tỉnh Bình Phước là một trong những cái tỉnh có hạt điều rất là tuyệt vời. Rồi hiện tại giờ đây họ ta cũng có trồng trái cây như chúng ta thấy là sầu riêng, những trái cây chôm chôm, vân vân ở khu vực Bình Phước này. Rất cảm ơn toàn thể vì các bạn cùng đồng hành với Đức Phước Tròn Channel trong những phút vừa rồi. Và xin mời chúng ta cùng ủng hộ kênh bằng cách bấm like, share, subscribe để cho Đức Phước Tròn Channel có nhiều dịp tiếp cận với việc các bạn hơn. Và xin hẹn gặp lại chúng ta ở những video kế tiếp. Chúc chúng ta có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống và luôn bình an.